Xin chào tất cả mọi người, em tên là Nhật Anh, em đến từ Thanh Hóa. Em đã tham gia hai thử thách cùng với team học văn chị Hiên và hôm nay là ngày buổi đầu tiên của thử thách thứ ba mà em tham gia. Sáng nay thì mọi người cùng với chị Hiên đã tìm hiểu về tác giả tác phẩm của bài thơ Tây Tiến, nhà thơ Quang Dũng. Về những cái chặng đường hành quân gian khổ của người lính Tây Tiến và những cái thiên nhiên hùng vĩ ở núi rừng Tây Bắc. Và chị Hiên đã tạo cho chúng em một thử thách, đó là hãy tự cảm nhận, tự phân tích về 8 câu thơ nói lên cái hình tượng và chân dung của người lính Tây Tiến. Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc, quân xanh màu lá sự oai hùng, mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội sáng kiều thơm, giải sắc biên cương mồ viễn xứ, chiến trường thi chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Cái ngoại hình và tâm hồn đó được tái hiện một cách rất là chân thực cái cuộc sống gian khổ và kiên cường của người lính Tây Tiến trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong cái ký ức của Quang Dũng thì Tây Tiến là một đoàn binh không mọc tóc. Vì sao chúng ta lại nói như vậy? Phải chăng đó là do những cơn sốt rét rừng đã hành hạ thể xác của họ làm họ rụng tóc, hay là do cái tình thế sống giữa rừng họ đã tự chủ được cái hoàn cảnh là phải cạo trọc đầu đi để dễ dàng ứng phó mỗi lần sát lá cả với quân địch. Dù có hiểu theo cách nào đi chăng nữa thì cái hình ảnh ấy cũng gợi lên cho chúng ta về một cái sự gian khổ, thiếu thốn, nghiệt ngã của chiến tranh. Chân dung của người lính Tây Tiến còn được tiếp diễn, đó là một cái nét ngoại hình đặc sắc nữa, đó là quân xanh màu lá sự oai hùng. Bệnh sốt rét làm cho da người lính xanh dờn, ủ như lá cây, ốm nhưng mà không yếu, ốm nhưng vẫn oai phong và lẫm liệt. Sự oai hùng, nghe thôi chúng ta đã thấy được một cái sự uy nghi và dữ dội, thể hiện một cái sự chế ngự và chiến thắng cái nơi núi rừng Việt Bắc ấy. Bức tượng đài người chiến sĩ Tây Tiến không chỉ dừng lại ở cái vẻ đẹp ngang tàng, oai phong và lẫm liệt ấy, trong họ luôn ẩn chứa một cái tâm hồn rất là tươi đẹp. Mắt chừng gửi mộng qua biên giới, đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. Mắt chừng là cái ánh mắt mà hướng thẳng về phía trước, cái ánh mắt ngời lên cái ý chí và khát vọng chiến thắng. Mộng giết giặc lập chiến công, những chàng trai Hà Nội ra đi nhưng mà không chưa bao giờ khôn nguôi về cái nỗi nhớ về quê hương của mình. Khi mà những đêm về, mặc dù là họ đi theo cái lý tưởng của cách mạng để bảo vệ độc lập tự do cho đất nước, nhưng mà đêm về họ lại nhớ đến Hà Nội dáng kiều thơm, nhớ về cái thủ đô hoa lệ tươi đẹp mà dịu dàng ấy. Cũng có thể nói một cách lãng mạn, đó là những người lính nhớ về những cô gái Hà Nội với vẻ đẹp đáng yêu và kiều diễm. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa thì cái quê hương là luôn là nơi để hướng về. 4 câu thơ tiếp theo thì miêu tả cái sự mất mát và hy sinh của người lính Tây Tiến. Giải xác biên cương mồ viễn xứ, chiến trường y chẳng tiếc đời xanh, áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành. Tác giả đã không né tránh cái sự thật, bởi vì là trong chiến đấu đã có rất nhiều người hy sinh và mất mát, đã ngã xuống, nhưng mà những người lính ấy nằm xuống lại nơi chiến trường biên giới, không được về gặp người thân lần cuối, không được chôn tại nơi quê nhà. Nhưng mà đó là một cái vẻ đẹp bi hùng, bởi vì là trong nhà thơ đã trong thơ Quang Dũng đã rất khéo léo sử dụng cái những từ rất là cổ kính, tạo cái vẻ đẹp trang nghiêm và ảm đạm, nhưng mà vẫn không thân được cái âm hưởng bi hùng để làm giảm đến những cái hình ảnh mà nấm mồ hiện lên rải rác ở hai bên đường. Và cái cảm giác ảm đạm ngậm ngùi ấy đã nhanh chóng được xóa bỏ đi bởi một câu rất là mạnh mẽ và rắn giỏi: chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh. Có thể là họ đã bỏ qua cái tuổi trẻ của mình để cống hiến cho đất nước.
đời xanh là ẩn dụ cho cái tuổi trẻ, cho cái tuổi thanh xuân, thời gian đẹp nhất trong đời người, cái thời gian mà một đi không trở lại. Nhưng mà ta vẫn thấy được trong những người thanh niên ưu tú ấy có ý chí, quyết tâm và đứng lên quyết tử cho tổ quốc, quyết sinh. Nhắc đến đây ta lại nhớ đến những câu thơ của nhà thơ Thanh Thảo trong những năm chiến tranh kháng chiến chống Mỹ. Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình, nhưng tuổi 20 làm sao không tiếc. Nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi tổ quốc. Khi mà người chiến sĩ đã quyết ra đi thì họ đã vẫn mãi cống hiến trọn đời cho đất nước. Hai câu thơ cuối: áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành, gợi đến cái sự liên tưởng cao quý của những người lính Tây Tiến. Phải chăng khi mà họ ngã xuống không có tấm chiếu để làm liệm, mà thay vào đó là những chiếc áo bào, những chiếc áo mà họ mặc thường ngày để đánh giặc. Nhưng mà những cái tấm áo ấy thì cũng thể hiện được cái niềm vinh quang trong con người ấy. Về đất là một quan niệm rất là thanh thản và nhẹ nhàng. Cái chết về đất, cái chết tự nguyện cho đất nước, cho sự tự do của dân tộc. Sông Mã gầm lên khúc độc hành. Sông Mã cái lúc đấy là đang thể hiện, đang đại diện cho thiên nhiên. Ngay từ đầu bài thơ ta đã bắt gặp hình ảnh sông Mã, và đến gần cuối bài thơ ta lại thấy được sông Mã hiện lên như một cái sự đại diện, sự hy sinh của người lính Tây Tiến, những người lính đã gắn bó với sông Mã trong thời gian kháng chiến và tham gia nhiệm vụ tại miền Tây. Hình tượng người lính Tây Tiến với một vẻ đẹp lãng mạn và bi tráng hào hùng như thế thì cái cảm giác là núi sông cũng phải gầm lên chứ không phải là hét lên hay gào lên nữa, mà đó là cái sự tiễn vong người lính đưa về cõi vĩnh hằng. Cái sự hy sinh chói người với cái lý tưởng cao đẹp của những người lính Tây Tiến ấy, hình tượng người lính Tây Tiến với một vẻ đẹp rất là lãng mạn và bi tráng hào hùng, lẫm liệt hào hoa. Bức tượng đài bất tử về hình tượng người lính Tây Tiến ấy sẽ sống mãi trong lòng những người dân Việt Nam thời bình, cũng giống như là trong lòng những người đọc sau khi đọc xong bài thơ Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng. Trên đây là bài cảm nhận của em về 8 câu thơ, cái hình tượng và chân dung của người lính Tây Tiến. Em biết là còn nhiều những chỗ thiếu sót và sai lầm, mong mọi người đọc và có thể góp ý cho em để em có thể làm tốt hơn trong những lần tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye.